Xin được chào tất cả mọi người. Các bạn hỏi của em nghĩa là được ưu đãi hỏi tiêu chí hôn nhân hay bất kỳ thành viên nào cũng đều dựa vào tiêu chí chung của ban tổ chức được thống nhất và được kiểm soát rất là kỹ lưỡng, không một cá nhân nào trong thành viên có khả năng cô là hoa hậu hay cô là á hậu hay loại hay rớt, tất cả đều được đánh giá và chấm điểm các công tâm mổ xẻ từ cái da, cái răng, cái tóc, cái chân, ngay cả cái đầu gối thế nào, tất cả mọi người soi rất là kỹ. Tại vì mình một chúng tôi đã từng đi khoảng gần đêm đó, khắp nơi từ Hà Nội vào trong miền Nam để có một buổi trưa rồi nhìn thấy thí sinh nằm năm dài trên giữa ghế để chờ để vào được kiểm định. Cho nên là tất cả thứ rất là gắt gao, không đơn giản là ngồi đó làm màu làm cảnh, nhưng mà cho thấy quay hình rồi chấm theo chỉ đạo của ban tổ chức từ đó là hoàn toàn không thể có. Tôi là người ghét nhất là bị ngon rối, cho nên sự can thiệp của từng giám khảo, từng ý kiến được trân trọng bảo lưu và được mổ xẻ rất là kỹ lưỡng. Với những cái sự quan sát và kinh nghiệm nhỏ nhỏ của thân mình và sự tin tưởng của ban tổ chức thì ít nhiều gì chúng tôi có tìm ra được những nhân tố xuất sắc nhất mang lại cái hiệu ứng của cái tên Việt Nam trên cái cuộc thi quốc tế. Thì đó chính là có nghĩa là chúng tôi đã